trận đối đầu giữa lính Ukraine và xe tăng Nga gần Kiev. Nhóm lính Ukraine phục kích dọc tuyến cao tốc phía đông Kiev, nã pháo chặn đầu khóa đuôi đoàn xe của lực lượng Nga tiến vào thủ đô Ukraine. Mặc quân phục giả chiến và khoác khẩu súng AK, binh sĩ có biệt danh Thomas chăm chú theo dõi tuyến đường cao tốc nối vùng ngoại ô phía đông thủ đô Kiev tới miền bắc Ukraine. Thomas cùng đội sau đó đồng loạt khai hỏa từ phía sau chiến tuyến, nhắm vào đoàn xe quân sự đang di chuyển trên cao tốc. Loạt đạn pháo và rocket bất ngờ trút xuống đoàn xe Nga, làm nổ tung chiếc xe tăng dẫn đầu và một chiếc phía sau, khiến đội hình Nga rơi vào tình thế bị chặn đầu khóa đuôi và nhanh chóng rối loạn. Thomas nói, chúng tôi còn bắn bằng pháo trên xe tăng và súng chống tăng. Vụ phục kích khiến đoàn xe của Nga rút lui tìm mọi cách nhanh chóng ra khỏi làng. Họ đến ẩn náu trong những ngôi làng gần đó, binh sĩ Ukraine cho hay. Quân đội Ukraine hôm ngày 10 tháng 3 đăng lên mạng xã hội video được quay từ máy bay không người lái, ghi lại toàn bộ vụ phục kích nhắm vào đội hình khoảng 20 xe quân sự Nga, trong đó có nhiều xe tăng, đang di chuyển về phía nam dọc theo xa lộ. Cuộc tấn công diễn ra gần làng Skopin ở tỉnh Kiev, cách đường vào Provary, cửa ngõ phía đông vào thủ đô Ukraine vài km. Theo một số binh sĩ Ukraine thì ít nhất hai phương tiện của Nga, trong đó có một xe tăng đã bị phá hủy và một chỉ huy trung đoàn xe tăng Nga tử trận. Một binh sĩ 27 tuổi cho biết, phía chúng tôi có 5 người bị thương, một người đang trong tình trạng nguy kịch sau khi phía Nga nổ súng đáp trả. Topaz cho hay, lực lượng Ukraine trước đó 2 ngày cũng đẩy lùi đoàn xe tăng Nga ở khoảng cách vài trăm mét, giúp tinh thần của cả đội lên cao. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về cuộc phục kích của phía Ukraine nhắm vào đoàn xe quân sự. Từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, lực lượng Nga đã kiểm soát nhiều khu vực quan trọng chiến lược. Nga đang bố trí lực lượng ở các rìa phía Tây Bắc và phía Đông thủ đô Kiev. Tuy nhiên, lực lượng Nga dường như gặp khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát các thành phố lớn, các vùng ngoại ô ở Đông Bắc Kiev, cũng như là các khu vực phía Đông. Quân đội Ukraine và nhiều chuyên gia quốc phòng nói rằng lực lượng này đã di chuyển từ mặt trận phía Đông và từ thành phố Sumy cách đó khoảng 300 km gần biên giới Nga, đi theo những con đường nhỏ qua các khu vực dân cư thưa thớt. Hồi đầu tuần, các xe tăng Nga tập kết ở các ngôi làng ở ngoài ô Provary. Người dân địa phương đếm được hơn 70 phương tiện quân sự, trong đó có 40 xe tăng và khoảng 300 binh sĩ. Lực lượng Nga đã tiến đủ xa để làm dấy lên lo ngại Kiev sắp bị bao vây. Ở thủ đô, chỉ những tuyến đường ở phía nam vẫn còn thông và thành phố đang chuẩn bị triển khai chế độ phòng thủ liên tục, theo lời của Tổng thống Ukraine. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.